Ok, trên Binance nói gì về Ubit? Nếu Huy lên Binance và search Ubit Tech thì ra được cái thông tin của thằng Binance News này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng đọc cái bài viết này nha. Thứ nhất là bài viết này vào ngày 4 tháng 7 năm 2024 và được đăng bởi tài khoản chính thức của Binance đã được xác minh. Đó, tin tức Binance này, đấy, được chưa? 1,5 triệu người theo dõi này. Đây là một tài khoản chính thức của Binance và đã cực kỳ uy tín anh chị em nhé. Vào ngày 4 tháng 7 thì Ubitech đã đăng về Binance đã đăng tải về Ubitech, một nền tảng giao dịch điện tử do AI điều khiển, đã công bố chính thức ra mắt token nền tảng của mình. Như vậy là đồng UB ra mắt đâu đó khoảng độ tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7. Nền tảng này đã giới thiệu một sản phẩm thế chấp tiền tệ kép, tức là cái stake đấy, stake hai cái đồng coin đấy. Đấy, bất kỳ loại tiền tệ nào kết hợp với UB để đầu tư. Ngoài ra nó còn cung cấp nhiều sản phẩm tài chính và các chu kỳ đầu tư khác nhau. Đấy, Ubitech là một nền tảng giao dịch phái sinh được thiết kế dành riêng cho các nhà tạo lập thị trường. Cốt lõi của nó là công ty công nghệ AI thông minh Fly Leopard, có thể xử lý tin tức thời gian thực, phân tích chiến lược giao dịch và đánh giá tâm lý thị trường. Công nghệ này đã được vinh danh với giải thưởng đóng góp công nghệ AI Hacker Marathon năm 2021. Hiện tại UbitX đã có được giấy phép tuân thủ ở một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Úc. Nó có người dùng từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới và dự kiến sẽ vượt qua 10 triệu người dùng nền tảng trong quý đầu tiên của năm tới. Hơn nữa, UbitX đang tích cực vạch ra hệ sinh thái ngành của mình, kết hợp với các kế hoạch cho thẻ ngân hàng tiền điện tử UB, ứng dụng chuỗi công khai RAW, quỹ định lượng AI, quỹ ETF, vườn ươm tạo dự án blockchain và hệ thống dịch vụ khách hàng xã hội. Ok không ạ? Rồi. Thì khi mà những cái tin tức được đăng chính thức trên một cái trang của sàn Binance thì anh chị em chúng ta biết rằng là gì ạ? Là không phải cái tin tức nào cũng được đăng trên Binance mà lại được chính Binance đưa ra, thì tức là họ cũng đã có sự kiểm duyệt. Nó giống như một cái tờ báo uy tín anh chị em ạ, nó có cái sự kiểm duyệt thì nó mới đăng, chứ không phải là nó copy một cái bài viết ở đâu đó nên tự nhiên nó đăng lên, không có chuyện đấy đâu. Tức là những cái thông tin được Binance đưa lên là họ đã có cái sự kiểm duyệt rồi, ok không ạ? Và tất nhiên thì chúng ta sẽ có cái thông tin và có thêm một cái cớ, có thêm một cái niềm tin thôi, chứ nó cũng không hoàn toàn là tất cả nhé. Chúng ta không thể nào vì một cái bài đăng ở trên Binance mà chúng ta tin rằng là công ty nó thành công, đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều những cái đồng đồng coin được chính Binance gọi là đầu tư nhưng mà vẫn gì ạ, vẫn thất bại, sau một thời gian vẫn coi như là bị loại bỏ, bị loại khỏi sàn giao dịch. Đấy, chuyện đấy hết sức bình thường, nó không có chứng minh rằng cái sàn này chắc chắn sẽ thành công, nhưng mà ít nhất là những thông tin được đăng lên là được kiểm duyệt, là được gì ạ, được đội ngũ của Binance Check. Mà đội ngũ của Binance Check thì sao ạ, thì nó sẽ gọi là có cơ sở và nó sẽ uy tín hơn so với việc mà chúng ta tự tự check hoặc tự nghĩ, được chưa ạ? Ok nhé. Và chúng ta hãy cẩn trọng trong những cái giao dịch cũng như là trong cái khoản đầu tư của mình, và hãy tìm hiểu kỹ, hãy trở thành một cái người đầu tư thông minh, một nhà đầu tư thông minh, có kiến thức và tự ra quyết định cũng như là chịu trách nhiệm về cái khoản tiền đầu tư của mình, ok không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.